Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là một căn nhà dân siêu rộng luôn nha anh chị ơi. Đó, nhà thì bự tổ chảng luôn. Còn đường thì nhỏ xíu nha anh chị ơi. Đường là 1,5m, 2m là đường xe máy nha anh chị. Nhưng mà được cái nó cách đường ô tô chỉ có 40m thôi nha anh chị ơi. Đó, từ đây ra đường ô tô, đường bê tông bê ô tô còn khoảng 3m là chỉ có 40m thôi. Ngang là 40, dài là 30 là miếng đất nha anh chị ơi. Đó, đất mình thì nó có một cái mã phía bên này nha anh chị ơi. Nhưng mà chủ sẽ bốc đi cho mình nha. Anh chị yên tâm. Tại vì đất của mình rất là bự, 1.100m², có 300 thổ cư là căn nhà này nè anh chị. Đó, nhà có thổ cư cho mình luôn. Hướng đất là hướng đông nam và nhà của mình là hướng chánh đông cho mình luôn nha anh chị ơi. Đó, bên nói chung là ngang 40m á, cho nên là hai bên nhà mình đều có đất trống hết luôn anh chị yên tâm nha. Về đây là mình có thể đào ao nuôi cá hoặc là mình chăn nuôi trồng trọt gì đều được hết, tại vì rộng tới 1.100m² lận mà. Đó, ngang 40 dài 30 nha anh chị ơi. Đó, bên hông còn dư đất rất là nhiều luôn. Nói chung căn nhà nằm chính giữa miếng đất á. Đó, nói chung ngang 20m mà căn nhà này ngang chắc tầm 15m rồi, cho nên hai bên là còn hai cục đất hai bên dư rất là rộng rãi luôn. Nói chung là chủ á là người ta kẹt tiền cho nên là người ta bán với giá cực kỳ mềm luôn nha anh chị ơi. Và địa chỉ nằm ở là Tân Thạnh, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang nha anh chị. Nhà đã được xây thô xong như thế này rồi và bên trong là có lát gạch cho mình rồi nha. Gồm một phòng khách nè, một phòng thờ nè. Đó, cái phòng thờ này rất là rộng luôn nha anh chị. Đó, xây theo kiểu nhà miền Tây nó cho nên rất là rộng rãi cho mình luôn nha anh chị ơi. Và đặc biệt nhà của mình á mà ra ngay chỗ chợ Tân Lý Tây tầm khoảng 350m ra ngay quốc lộ A luôn. Này em cam kết với anh chị luôn. Đó, thông tin cực kỳ chính xác luôn ha. Phía trong này thì chủ nhà đã dán gạch, lát gạch xong hết trơn rồi. Nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ ha. Thì đây là phòng ngủ đầu tiên của mình nha anh chị, có cửa sổ luôn nha anh chị. Đó. Và đây là cái phòng thứ hai của mình. Đó, phòng thứ hai của mình thì nằm phía sau cái phòng thờ ha. Đó, nơi đây. Đó, hay còn gọi là cái phòng ngủ thứ hai cũng được nha anh chị. Đó. Và phòng ngủ thứ ba của mình là nằm bên tay trái nè anh chị ơi. Và phòng ngủ thứ ba có một cái điều đặc biệt, đó chính là có nhà tắm toilet ở trong phòng luôn. Đó. Còn đây là cái phòng thứ tư. Đây là cái phòng làm việc của anh á. Đó, cho nên là mình có thể là làm lại phòng ngủ cũng được. Nói chung phòng này rộng dữ lắm. Còn đây là cái nhà sau của mình nè anh chị. Đó. Nhà sau rất là rộng luôn nha anh chị ơi. Dán gạch hết trơn rồi. Giờ anh chị mua về anh chị lớp cái la phòng nữa cho nó rộng rãi thoải mái nha, mát mẻ nha anh chị ơi. Còn đây là cái căn bếp phía sau nhà mình. Đó. Căn bếp thì cũng có cái cửa hậu đi ngang qua này nè anh chị. Đó, nói chung là cái miếng đất ngang 40 dài 30 là rộng dữ lắm anh chị ơi. Rộng thoải mái luôn, anh chị đi thoải mái luôn anh chị ơi, đi mỏi giò luôn. Đó. Rồi bên này đó là bếp của mình ha. Nói chung nơi đây điện nước đầy đủ nha anh chị. Ra chợ chỉ có 350m thôi anh chị, đi bộ tầm khoảng 1 phút rưỡi là ra chợ rồi, ra quốc lộ 1A luôn. Đó, và nhà của mình á thì đây là nhà tắm toilet thứ hai của mình nha anh chị. Đó. Để máy giặt trong này luôn. Và nhà của mình mà ra ngay chỗ và nhà của mình ra cổng chính khu Tân Hương chỉ có khoảng 2km thôi nha anh chị ơi, chính xác luôn. Còn ra thị trấn Tân Hiệp, ngay ủy ban huyện Châu Thành cũng 2km thôi nha anh chị. Nhà dân cư đông đúc hiện hữu nha anh chị ơi, đường là đường thông, tuy là đường xe máy nhưng mà là đường thông. Và cách đường bê tông ô tô chỉ có là 50m thôi ra đường bê tông ô tô nha anh chị. Đó. Nhà này bán giá cực kỳ rẻ luôn, cả nhà cả đất luôn, chỉ có 1.600.000.000 thôi nha anh chị ơi. Đó, rất là mềm luôn, có 300 thổ cư sẵn cho mình rồi anh chị yên tâm ha. Mua bán công chứng thoải mái nha anh chị ơi. Đó, nhà thờ nè, phòng thờ rất là rộng luôn nha anh chị ơi. Nói cái nhà này thôi là xây cũng khoảng gần 800.000.000 đó anh chị. Đó, tại vì cái diện tích xây dựng nó lớn dữ lắm. Đó. Và nhà của mình á thì về Sài Gòn tầm khoảng 50 cây số nha anh chị ơi, rất là gần Sài Gòn luôn. Đó, anh chị nào muốn mua liên hệ trực tiếp em nha. Chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo. Chúc anh chị mình là làm ăn phát tài nha anh chị. Đó, cái này là cái máy tiền chế phía trước của mình nè anh chị. Quá trời quá đất luôn, nhà cực kỳ rộng luôn nha anh chị ơi. Ngang 40m luôn.